Thành phố Cần Thơ cần chuẩn bị thật tốt và thực hiện thật nghiêm khi thực hiện chỉ thị 16 của chính phủ. Đó là đề nghị của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trong buổi làm việc kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại thành phố này vào chiều ngày 17 tháng 7. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị thành phố Cần Thơ phát huy hệ thống chính trị cơ sở tổ COVID-19 cộng đồng, bảo đảm phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội khi thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tiêm vaccine phải bảo đảm giãn cách, không tập trung đông người. Lưu ý bảo vệ sản xuất yêu cầu doanh nghiệp bảo đảm nguyên tắc ba tại chỗ, tức là sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ và nghỉ ngơi tại chỗ. Đồng thời, nâng cao công suất xét nghiệm, chuẩn bị hồi sức tích cực. Mỗi quận huyện có đủ năng lực điều trị các F0 nhẹ theo tinh thần bốn tại chỗ, bảo đảm không lây nhiễm chéo trong các khu cách ly. Trước đó, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đã đến kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở cách ly tập trung tại trường quân sự Ô và công ty thép Tây Đô trong khu công nghiệp Trà Nóc.